Rồi, mình xin giới thiệu lại với mọi người thì em là Huy, em là đại diện của Etchus tại thị trường Việt Nam. Thì Etchus được thành lập vào năm 2012 và đến thời điểm hiện tại thì đã có mặt ở khoảng tầm 19 văn phòng trên toàn cầu. Tại Việt Nam thì Etchus vào thị trường vào đâu đấy khoảng cuối năm 2020, và sau gần 3 năm thì hiện tại Etchus cũng đã có một đội ngũ tại văn phòng ở Sài Gòn, và hiện tại thì Etchus đang support cho hơn 100 khách hàng ở tại Việt Nam với nhiều lĩnh vực khác nhau, là từ banking cho đến finance, e-commerce, shopping, gaming và app. Thì đối với những anh chị mà chưa từng nghe về Etchus thì Etchus cung cấp những giải pháp như thế nào? Thì Etchus là đối tác cung cấp giải pháp về đo lường, tự động hóa và bảo vệ ứng dụng di động của mình. Như lúc nãy mọi người có nghe chia sẻ đến từ các đối tác thì mọi người có biết là mình cái bên gọi là CDP. Thì CDP là em vẽ lại một cái map để mọi người dễ hình dung, đó là từ phía khách hàng thì sau khi mà mọi người có được những thông tin ban đầu thì mọi người bắt đầu phân tích và engage với cả user của mình. Thế thì đấy sẽ là cái phép đằng sau. Còn đối với cái chất xe sẽ nằm ở cái phần đằng trước, đó là thông tin sẽ được đổ về từ phía những cái kênh quảng cáo, ví dụ như là những cái kênh như là trên Ad Network có Facebook, Google, TikTok, là mọi người có triển khai những chiến dịch để acquire user trên email này, SMS này, hoặc là mọi người chạy trên web, hoặc là thông qua những cái mã QR code mà mình để ở trên các cái banner. Có thể là đối với banking thì ta là những cái điểm mà cái branch tại cái văn phòng giao dịch, hoặc là đối với cả các bên về e-commerce thì có thể là mọi người đặt tại những cái điểm bán, về shopping thì mọi người để tại những cái điểm bán chẳng hạn. Thì Etchus sẽ đóng vai trò là phân bổ toàn bộ hành trình của user để có thể đưa ra cái kết quả cuối cùng xem là user đến từ mỗi nguồn nó đang có cái perform như thế nào, user đến từ nguồn nào, và sau đó thì toàn bộ cái hành trình ở trong app của user sẽ là gì, và sau đó thì liệu rằng là user họ có ở lại trong app của mình hay là vì một lý do nào đấy mà họ có lỗi cài đặt hay là không. Thì tổng thể những cái thông tin như vậy thì sau khi mà mọi người đã sàng lọc được hết từ phía Etchus trả về thì họ bắt đầu đưa qua CDP, và từ đó thì cái bức tranh nó sẽ được rộng hơn và mọi người sẽ biết là trong cái tệp user của mình thì mình sẽ cần phải làm gì đối với cái tệp user đó. Thì back lại với cái chủ đề ngày hôm nay, đó là nâng cấp tiếp thị ứng dụng với những cái bộ công nghệ của bên đối tác đo lường như Etchus. Thì đầu tiên thì em muốn đi vào cái phần đấy là những cái thách thức mới mà phía marketer đang phải đối diện ở tại thời điểm hiện tại. Đâu đó khoảng tầm 3 năm trước thì những cái vấn đề, những cái bài toán đặt ra đối với những bên về đo lường như bọn em thì sẽ là giải quyết cho mọi người những câu chuyện đấy là, thứ nhất là user của tôi đến từ nguồn nào, user đến từ một nguồn thì liệu rằng chất lượng của user có tốt hay là không. Một kênh mang về cho tôi được khoảng, cứ cho là 500.000 đến 1 triệu đô install, thì nó cái chất lượng của những cái install nó có tương ứng với cái việc đấy là những cái kênh mà mang về cho tôi khoảng tầm 10-20.000 đô install, nhưng mà họ luôn luôn có cái giá trị giao dịch cao và cái vòng đời của họ thì lại dài hơn hẳn kiểu đối tác còn lại. Thế thì đấy là những cái câu chuyện trước đây, hoặc là người dùng họ làm gì ở trong app và họ có lỗi cài đặt hay là họ có tái cài đặt lại hay không. Thì những cái câu chuyện đó là những câu chuyện mà của 3 năm trước rồi, mặc dù là ở thời điểm hiện tại nó vẫn còn, tuy nhiên thì cũng đang có những cái thách thức mới mà phía marketer đang phải đối diện. Thì em cũng có list ra một số cái thông tin ở đây. Đầu tiên đấy là hiện tại thì phía cái này thì là do đúc kết kinh nghiệm trong khi quá trình mà Etchus có làm việc với các bên đối tác của mình, và bọn em cũng có đúc kết ra là, thứ nhất đấy là mọi người khi mà mọi người triển khai cái kênh đấy ở khoa user thì mọi người đang chưa có được một cái bộ công cụ phù hợp đầy đủ để đo lường toàn bộ cái hành trình của user trước khi họ tương tác với cái quảng cáo cuối cùng để đến với các ứng dụng của mình. Thứ hai đấy là khi mà mình có một cái sự biến động nhất định về mặt là dữ liệu thì mình xong có một số những khoảng thời gian là mọi người chưa không được thông báo về nó kịp thời, và khi mà mình nhận ra là có vấn đề thì lúc này maybe là cái quyết định mà mình đưa ra nó đang quá muộn. Tiếp theo nữa, cái vấn đề thứ ba này là vấn đề mà từ trước đến nay thì nó vẫn đang tồn tại, đó là cái vấn đề là khi mà mọi người cần phải tiếp cận đến với dữ liệu của chính mình thì cũng sẽ có một số những cái ảnh hưởng, đó là do cái phần liên quan đến gian lận quảng cáo. Thì cái phần gian lận quảng cáo đây là một cái vấn đề khá là nhức nhối với tất cả các ngành, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng cực trực tiếp đến cái phần là data của mình có phải data sạch hay không. Bởi vì mọi người nghĩ đến câu chuyện đấy là tương tác với user như thế nào, vẽ ra hành trình của user hay ra sao, hoặc là làm thế nào để mình có thể bán được nhiều hơn cho user. Nhưng thực tế câu chuyện đó là luôn luôn phải dựa vào data, nhưng cái data này có sạch ngay từ ban đầu hay không thì nó cũng sẽ là một vấn đề rất nan giải. Và khi mà mọi người kể cả có vẽ ra được một hành trình tốt rồi nhưng cái user thực tế là một user ảo, thì đồng nghĩa với việc là đây những cái chiến dịch của mình tương tác với cái user đó có thể cũng không hiệu quả. Và cuối cùng, khó khăn cuối cùng đó là cái phần liên quan đến thị trường, thì luôn luôn có những cập nhật về privacy và những cái cập nhật về những cái chính sách, những cái xu hướng mới, thì đồng nghĩa với việc đó thì bên phía các cái tờ cũng gặp khá là nhiều khó khăn trong
vấn đề là nó đã thành cái thông tin này. Thì đi vào phần đầu tiên, vậy thì làm sao để có thể thu thập đủ dữ liệu về toàn bộ hành trình của người dùng? Thì từ trước đến nay thì mọi người hoàn toàn phần lớn là phía marketer thì mọi người sẽ tập trung nhiều hơn là khi mà mọi người bắt đầu acquire user thì mọi người sẽ quan tâm đến cái model gọi là last touch attribution, đó là cái dữ liệu phân bổ cuối. Tuy nhiên thì ở tại thời điểm hiện tại thì dữ liệu phân bổ cuối chưa chắc đã kể toàn bộ câu chuyện của người dùng. Nhưng mọi người có thể thấy đây một cái bức tranh, cái câu chuyện này khá là giống với những gì mà chúng ta trải qua hàng ngày. Ví dụ là các anh chị ở đây mọi người sáng bắt đầu đi từ thang máy ở trong chung cư nhà mình đi xuống này, rồi bắt đầu lên xe và lái xe đến văn phòng. Đi trong cái quá trình đấy mọi người có thể nhìn thấy quảng cáo của mình ở trong cái bảng điện tử ở trong thang máy. Sau đó thì mình lên ô tô, mình chạy trên đường thì mình thấy những cái quảng cáo của mình nó xuất hiện ở trên những cái billboard. Hoặc là mình có thể nghe radio và nghe được cái trực tiếp cái sản phẩm của mình. Rồi thì sau đó thì khi mà trong một ngày khi mà mọi người làm việc thì mọi người có thể xem nhìn thấy quảng cáo của mình ở rất nhiều nơi. Ví dụ như khi mọi người lướt Facebook này, mọi người tìm kiếm trên Google, hoặc là mọi người lướt TikTok, mọi người giải trí, mọi người vẫn có thể nhìn thấy quảng cáo của mình ở đó. Thế đồng nghĩa với việc đấy là mình tất cả những kênh quảng cáo mà mình nhìn thấy thì cũng đồng nghĩa với việc là mình đang trả tiền cho tất cả những kênh quảng cáo đó. Thế thì vậy rằng đối với cái model đấy là dữ liệu phân bổ cuối cùng, đó là thông thường thì người dùng sẽ chỉ được trả tiền cho một kênh duy nhất thôi. Tuy nhiên thì liệu nó đã thể hiện đúng hết được cái hành trình của toàn bộ user chưa, thì câu trả lời chắc chắn là chưa. Rồi vậy thì lúc này thì chúng ta cần phải nhìn vào một bức tranh nó sâu hơn, đó là chúng ta cần phải phân tích được rộng hơn về toàn bộ cái hành trình của user để xem là ví dụ trước khi họ tương tác với quảng cáo cuối, họ đã từng tương tác với những quảng cáo khác như thế nào. Ví dụ như là họ đã xem quảng cáo ở tại một cái network là gì này, rồi sau đấy thì họ có tải cái mã QR code tải một cái bảng billboard, xong rồi sau đó họ đến app nhưng mà họ có thể chưa thực hiện hành vi tải app, và xong rồi sau đó thì họ đã bắt đầu đến một cái quảng cáo khác ở trên một cái nền tảng khác mà mình đã triển khai và họ bắt đầu thực hiện hành vi tải app. Vậy thì lúc này cái việc đo lường toàn bộ hành trình của user như vậy thì sẽ giúp cho bên phía của nhà phát triển ứng dụng mọi người sẽ nhìn sâu hơn đối với từng góc độ khác nhau. Ví dụ như là sẽ chia thành một cái Facebook, đó là từ góc độ đầu Facebook thì khi mà mình quay user về thì những cái top funnel, đó là cái thông tin của mình sẽ được đổ vào như thế nào và cái kênh nào sẽ phù hợp cho những cái chiến dịch như thế nào. Được. Thì AdSense tiếp cận đối với cả cái bài toán này bằng hình thức đó là với công cụ là Assist. Thì thực ra là bọn em gọi cái này gọi là người dùng ẩn danh, hidden champion cùng với cả AdSense. Thì thực ra là mọi người có thể nhìn thấy là trong cái phần liên quan đến phân tích thì mình hoàn toàn có thể nhìn ra được câu chuyện đấy là đối với một cái kênh mà mình đang chạy quảng cáo, có thể đây là kênh Facebook này, kênh Google này, còn nếu mọi người chạy các bạn KOL hoặc là mọi người triển khai những chiến dịch offline hoặc là mã QR code tại các điểm bán. Thế thì lúc này thì khi mà mình acquire được một user về rồi, thế thì chưa chắc đấy là nếu mà một user thông thường là đối với cái model cũ, đấy là một user chỉ có tương tác với một quảng cáo cuối cùng. Còn đối với cái model hiện tại thì mình có thể biết được xem là các cái kênh đang phụ trợ với nhau như thế nào, nó đang support lẫn nhau ra sao. Ví dụ như là kênh nào thì sẽ phù hợp cho cái network nào, kênh nào thì sẽ phù hợp với chiến dịch nào chẳng hạn. Thì một cái ví dụ đấy là khi mà mọi người triển khai những chiến dịch về user acquisition thì mọi người có thể đặt những cái branding ở rất nhiều nơi thành những chiến dịch khác nhau. Và sau một thời gian mà mọi người bắt đầu triển khai những chiến dịch đó rồi thì mình bắt đầu đưa ra những cái bước phân tích để xem xem là thứ nhất kênh nào là kênh phù hợp cho branding, kênh nào là kênh phù hợp cho chuyên về là install app, rồi sau đấy là thực hiện những hành vi ở bên trong app, hoặc là kênh nào sẽ phù hợp cho vấn đề là đưa đến cái giao dịch thực tế. Ví dụ là đối với cả banking thì có thể ra là cái KYC thực tế, thì kênh nào là cái kênh mà mình nên tập trung cho một cái mục tiêu cụ thể. Và đối với mục tiêu cụ thể thì mình cũng sẽ có những cái bước phân tích để đánh giá được xem cho là mỗi một cái network thì mình sẽ có một cái bức tranh tổng nhìn rộng hơn được xem và là các cái kênh thì tổng thể có phải là mình phân chia ngân sách nó đang hợp lý hay chưa, và ngân sách nào cho chiến dịch nào cho kênh nào, thì cái bài toán này chúng ta cũng sẽ cần có những bước phân tích sâu hơn. Rồi đến phần thứ hai, đó là phần liên quan đến kiểm soát và tối ưu các chiến dịch. Thì bọn em mới nghiên cứu ra một số những con số ở đây thì cũng khá là choáng về mức độ gọi là phức tạp của cái việc các cái chiến dịch quảng cáo hiện tại đang có. Thì 19 là cái con số trung bình về các cái chiến dịch mà phía marketer triển khai, 9 sẽ là con số trung bình mà phía các marketer đang làm việc với các đầu network để có thể acquire được user về, và 74% số lượng các marketer đang làm việc cùng với đâu đó khoảng từ 5 đến 20 partner trong cùng một hệ sinh thái công nghệ. Thế thì những con số này cho chúng ta biết rằng là cái vấn đề là cái phần liên quan đến cái độ phức tạp của các cái chiến dịch mà mình đã triển khai nó là rất nhiều, và đôi khi là đối với những team mà cái nhân sự không nhiều, nhân sự mỏng, đâu đó khoảng thậm chí 1-2 bạn triển khai với từng ngày chiến dịch
thì rất dễ xảy ra cái vấn đề là sẽ có những khoảng thời gian mà mình sẽ không nắm được đúng những cái thông tin mà đáng ra là mình có thể tận dụng để mình có thể tối ưu cho campaign của mình. Thì trước đây cũng đã từng có một vấn đề mọi người có thể tìm cái bài báo này ở trên mạng nhé. Đấy là cái phần liên quan đến có một thời gian đó là bên phía nền tảng Meta có một cái bug, và chính cái bug đấy nó làm ảnh hưởng khá nhiều đến cái liên quan đến ad spend. Đây là nó diễn ra vào đâu đấy khoảng những ngày cuối tuần, ngày thứ bảy và chủ nhật khi mà mọi người đang nghỉ. Thì đến lúc này cái bug này nó khiến cho cái việc chi tiêu trên nền tảng Facebook nó gấp đôi lên. Và khi mà các phía nhà marketer họ nhận ra được cái vấn đề này thì lúc đó nó là quá muộn, và cái ngân sách của họ đã bị bào đi khá là nhiều. Đối với những team mà ngân sách nhỏ thì có thể là một vài hàng, nhưng mà có những team mà ngân sách của họ đến vài chục ngàn thì khi mà nhất gấp đôi con số lên thì nó cũng là một con số mà khá là đáng lo ngại. Vậy thì câu chuyện đặt ra là chúng ta sẽ cần luôn luôn phải được thông báo cho mọi trường hợp. Trường hợp thì sẽ có hai trường hợp là tốt và xấu rồi. Thì tốt là trong trường hợp chúng ta có những thời điểm mà có những chiến dịch với những chỉ số thành công, ví dụ như là đạt được đến 30 cái ngưỡng về mặt install hoặc là conversion rate hoặc là bao nhiêu, hoặc là một chiến dịch mà mình đặt mục tiêu cuối cùng là ví dụ như ra được một cái transaction hoặc là ra được một cái lần eKYC, thì đến bao nhiêu lần eKYC thì mình cho là cái lượng đó là được thành công, à là một chiến dịch thành công. Thế thì lúc này mình cũng sẽ muốn được nhận cái notification về cái phần đó. Đối tác của Edge thì có một bên khá là truyền thống, thì đợt vừa rồi họ có cho ra mắt cái gọi là cái campaign khá là nghe khá là trẻ trung, gọi là mèo happy hoặc là mèo vô chi nhé. Thì cái chiến dịch đấy nhắm cho đến cái tệp đối tượng là tệp đối tượng trẻ. Thì khi mà cái chiến dịch đấy vừa cho ra mắt thì cái tỷ lệ mà người ta active ra cái quảng cáo đấy nó khá là cao và mọi người nhận được. Và bên phía đối tác có thể nhận được khá là nhiều những cái kết quả vượt trội trong cái campaign của mình. Nhưng từ đối tượng là nếu mà mọi người bắt đúng được cái trend là ngay khi mà vừa đạt đến một cái ngưỡng nào đó về mặt hiệu quả của campaign và mọi người được thông báo về cái phần đấy, thì ngay tại cái thời điểm đó chúng ta có thể ra được một cái quyết định xem là mình có thể bắt tiếp theo cái trend này như thế nào, hoặc là mình nên tối ưu thêm cái campaign này của mình như thế nào. Đấy là trong trường hợp mà chúng ta có được một campaign tốt và đang có tiền về nha. Và chắc chắn là cái trường hợp sâu hơn là trường hợp liên quan đến thất thoát khi mà chiến dịch nó không hiệu quả. Chiến dịch không hiệu quả thì nó có thể có nhiều trường hợp khác nhau, ví dụ như là khi mà chúng ta chạy campaign tại nhiều những cái network, thế thì ví dụ như là các cái chỉ số, ví dụ như ad spend nó đang quá cao, nên là cái chi tiêu cho quảng cáo của mình đang quá nhiều. Mình đổ 1 tỷ, 2 tỷ cho quảng cáo nhưng mà nó không đem lại được nhiều giá trị về mặt là install hoặc là conversion rate, hoặc là liên quan đến về mặt là ra được cái chỉ số nhất định mà mình đang target. Thế thì lúc này mình cũng cần, khi mà đến một cái nước nào đó mà đang báo động thì lúc này mình sẽ nhận được những cái thông tin, thì luôn luôn chúng ta sẽ cần phải nhận được cái câu chuyện này. Bởi vì là khi mà một trong những điều khá là đáng lo đấy là chúng ta nhận được thông tin quá trễ, và khi mà mình đưa ra một quyết định để thay đổi những cái thông tin bất lợi đó thì có thể chúng ta đã bị mất một cái phần cost ở đấy rồi. Thì cái cách mà Edge tiếp cận cho phần này thì sẽ liên quan đến những cái phần về smart alert, đó là những cái thông báo thông minh. Thế thì lúc này thì mọi người sẽ cần phải quan tâm nhiều hơn để, thứ nhất là mình phải định danh ra được đó là các cái kênh này, rồi những cái quảng cáo, rồi từ cái ad group, hoặc là từ những cái KPI, cái metric nào mà mình xác định là mình muốn đo, mình muốn được nhận thông báo về nó. Ví dụ như là khi mà mình triển khai các bên đối tác về e-commerce, về shopping, hoặc là triển khai những chiến dịch gọi là chào hè hoặc là đón đông gì đấy đi. Thế thì lúc này ví dụ như là khi mà cái chiến dịch chạy một cái ngưỡng mà ví dụ như là đưa một cái tệp user nhất định, và cái tệp user đấy cho ra được khoảng bao nhiêu revenue, hoặc là cho ra được thực hiện bao nhiêu hành vi mua hàng, thì lúc đấy ngay tại cái thời điểm chúng ta có thể bắt được ngay cái thông báo đó, và từ đấy thì mình cũng có những action là ví dụ như là có những cái tệp đối tượng đó thì mình có thể, thứ nhất là đẩy thêm chương trình này, ví dụ nếu mà chương trình nó tốt thì mình có thể tăng thêm cái ngân sách để chạy thêm chiến dịch. Còn nếu mà chiến dịch chưa tốt thì có thể ở lúc này thì team phía marketing có thể ngồi cùng lại với nhau để tối ưu cái chiến dịch này làm thế nào để cho nó có thể tốt hơn. Tiếp theo đấy là mình sẽ cần phải có những cái phần liên quan đến điều kiện có logic. Đấy là dựa trên cái cách tiếp cận của Edges trong cái phần thông tin này, đó là Edges có toàn bộ những thông tin của mọi người từ quá khứ. Thế thì lúc này thì Edges sẽ có thể chỉ ra được xem là ví dụ như là khi mà mình muốn một cái thông báo nó được đưa lên, mình muốn được nhận thông báo, thế thì cái trong quá khứ có thể đã từng diễn ra bao nhiêu lần mà mình vốn đã được nhận cái thông báo đấy rồi. Thế thì dựa trên cái dữ liệu này thì mọi người có thể biết được là ok, thì mình có thể set up xem là cái logic nó cụ thể có thể là cái gì, và cái tần suất mà mình muốn nhận được cái logic này sẽ là như thế nào, tương ứng với những cái gì mà mọi người đã từng triển khai ở trong quá khứ. Rồi, và cuối cùng đấy là khi mà mình nhận được thông báo thì chắc chắn là mình muốn cái thông báo này được phát cho tất cả mọi người. Bởi vì ví dụ như là khi sếp mà đang đi du lịch chẳng hạn, mà thông tin này chỉ đến bố mình sếp thì sẽ khá là khó trong vấn đề là các bạn nhân viên ở dưới có thể triển khai.
Thế thì vậy lúc này sẽ cần đặt ra bài toán là khi mà có một cái chiến dịch được đưa ra, thế thì khi mà mình có được những cái thông báo về những chiến dịch tốt hoặc là xấu, thì tất cả mọi người trong ta phụ trách campaign đó đều phải nhận được những thông tin này, và càng những cái level trên cao thì càng nên nhận được những cái thông tin này, bởi vì nó cũng sẽ là những cái điều quyết định để mọi người có thể đưa ra được những cái phần tối ưu cho chiến dịch của mình. Đến phần tiếp theo đó là sau khi là mọi người đã bắt đầu triển khai hết cái phần từ cái bước là acquire user trên nhiều kênh khác nhau này, sau đó thì mình bắt đầu muốn nhận được thông báo tại khi mà có những cái biến động về dữ liệu này. Thế thì sau khi mà mình có hết tất cả các loại dữ liệu đấy rồi, thì câu hỏi lớn nhất mình sẽ cần phải đặt ra đấy là dữ liệu của mình có phải là dữ liệu sạch hay là không. Rồi thì có một số những cái điểm phần mà bọn em có nghiên cứu trong năm 2022, thì điều đầu tiên đấy là 21% trong tổng số user trả phí là được phát hiện là user giả mạo. Tại Việt Nam, user trả phí đây được gọi là paid user, mà mình phải trả tiền để có được nó. Rồi tiếp theo thì lĩnh vực là được nhiều nhất là gian lận quảng cáo. Mọi người có đoán ra là lĩnh vực nào không ạ? Tài chính, và đặc biệt là về ngân hàng đang là bên lĩnh vực đang chịu ảnh hưởng cực kỳ nhiều bởi những cái phần liên quan đến gian lận quảng cáo này. Và cuối cùng thì click spamming đang là cái dạng gian lận được phát hiện nhiều nhất và gần như là phổ biến nhất tại thị trường Việt Nam. Rồi, thế thì câu chuyện đặt ra bây giờ của chúng ta đấy là khi mà chúng ta tiếp nhận được rất nhiều dữ liệu và rất nhiều những nguồn khác nhau, thế thì lúc này cái phần quan trọng nhất của mọi người đấy là nếu mà đó là một lượt cài đặt giả mạo hoặc là một lượt gian lận quảng cáo, thế thì việc chúng ta cần phải làm là ngăn chặn ngay tại cái thời điểm mà install đó được đưa vào trong hệ thống. Thế thì việc ngăn chặn sẽ giúp bảo vệ ngân sách và cái việc đấy là từ chối ngay những cái install giả mạo đấy ngay trong thời gian thực. Và thứ hai đấy là sẽ giúp tiết kiệm thời gian khi mà mình sẽ phải không phải tranh chấp qua lại đối với cả bên phía đối tác, các đối tác quảng cáo của mình. Đấy là ví dụ như là cứ đến cuối tháng là ngồi lại với nhau để xem là cái chiến dịch này của tôi được từng này, trong khi là anh kết quả trả lời tôi từng này nhưng tôi ghi nhận được thực tế chỉ có từng này thôi, thì cái việc đó mình cứ sẽ phải tranh cãi qua lại và nó sẽ cũng sẽ gây ảnh hưởng đến cái phần mặt đối tác của mình. Và cuối cùng đó là ngăn chặn thì sẽ giúp bảo vệ kho dữ liệu khỏi những dữ liệu rác không có thật, và sẽ giúp cho phía doanh nghiệp có thể kiểm soát được chính xác dữ liệu của mình. Như em có nói lúc nãy đấy là trước khi mà mọi người muốn đưa ra được những cái chiến dịch nó phù hợp, thế thì mình sẽ cần biết đấy là thứ nhất đấy là user của mình phải là một user thực, và thứ hai đấy là cái user thực đấy thì nó sẽ được trả về trên từ cái nguồn mà nó mang user đến, chứ không phải là một cái nguồn quảng cáo rác nào. Thì để từ đấy mình khi mà mình đưa ra một cái chiến dịch tiếp cận, ví dụ như là qua push notification này, hoặc là qua email này, hoặc là mình chạy những chiến dịch retargeting này đến những tên đối tượng đó trên Facebook hay là Google, thì dựa trên cái hành vi của họ thực tế khi mà họ đã đến tiếp cận ứng dụng của mình, thì từ đó mình mới đưa ra được những kịch bản phù hợp để có thể tiếp cận đến đúng với cả cái người user đó. Rồi, thì trong suốt quá trình làm việc tại thị trường thì Edges có tổng hợp nhiều, sau một năm nghiên cứu thì bọn em có tổng hợp ra các dạng gian lận quảng cáo phổ biến. Đó là phần liên quan đến SDK spoofing, click injection, device spam, click spamming. Nhìn chung thì mọi người có thể hiểu đơn giản về nó giống như là một lần install giả mạo. Thì khi lần install giả mạo này, thứ nhất đấy là nó có thể là bị spoof với những cái SDK giả mạo này, hoặc là nó có thể là bị tag, ví dụ như là một trong những case điển hình đó là nếu mà mọi người lên xem, nếu mà mọi người có xem cái trang phim lậu bình thường ấy, thì có thể là một khi mà mọi người click vào một cái bộ phim gì đấy thì sẽ nhảy ra vô vàn cái quảng cáo ở đằng sau khác. Thì cái phần này gọi là click spamming mà được phát hiện nhiều nhất ở tại Việt Nam. Thế thì toàn bộ những cái phần, những cái gian lận quảng cáo này nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp cái ngân sách mà mọi người đang triển khai, sẽ đốt rất, nghĩa là bên phía nhà phát triển app sẽ đốt rất nhiều tiền vào những cái nền tảng quảng cáo mà có thể là những nền tảng quảng cáo không chất lượng, cái inventory không chất lượng. Và tiếp tục mọi người nếu mà không được ngăn chặn cái install giả mạo ngay từ đầu, thì tiếp theo đó là mọi người vẫn sẽ spend tiền thêm cho các app đó, và thực tế là mình không có được một cái giá trị gì từ những cái tệp đối tượng đấy cả. Thì Edges sẽ nghe được cái gian lận quảng cáo này như thế nào. Thì bên em có phát triển ra một số những cái bộ công cụ từ cái SDK signature cho đến cái bộ filter, rồi sau đấy thì cái bộ phần là distribution modeling. Thì chung nó là một cái fail, đấy là khi mà user họ tương tác với ứng dụng của mọi người lần đầu tiên, thì cái bộ lọc của Edges sẽ ngay tại thời điểm đấy là lọc xem là phân tích xem thứ nhất đó là nó có phải là một lần install thực hay là giả mạo. Rồi thì sau đó thì nếu mà một lần install thực rồi thì nó có bị tag cho những cái lý do về gian lận ở bên trên hay là không, và tiếp sau đó rồi thì nó mới được trả về cái nguồn quảng cáo cuối cùng. Thì cái việc ngăn chặn gian lận quảng cáo này sẽ có thể hỗ trợ cho bên phía của các nhà phát triển ứng dụng, mọi người sẽ biết được xem là thứ nhất là mình nên đầu tư cho các network như thế nào, những network nào là những cái network mà có cái inventory không chất lượng mà mình nên bỏ ra sau một thời gian làm việc,
không hiệu quả. Ví dụ như là mình có một network, mình có được 1 triệu lượt install, con số nhìn rất là mỹ mãn. Nhưng mà nhìn sâu hơn là ví dụ như là để ra được từ 1 triệu lượt install nhưng mình ra được đúng 10 eKYC thì hoàn toàn câu chuyện là rất vô lý, bởi vì 1 triệu lượt install app, 1 triệu người dùng thì không thể nào mà chỉ có 10 ông đi eKYC được, thì nó sẽ nghe nó hơi vô lý. Thế thì lúc này chúng ta cũng sẽ biết được xem là đối với mỗi đối tác thì mình nên đầu tư cụ thể là như thế nào. Rồi, thì ở đây bọn em có đưa ra một cái case study khá là tiêu biểu, đó là C-Bank tại thị trường Việt Nam. Thì C-Bank thì hiện tại thì đang sử dụng 2 giải pháp của anh trước để cái phần liên quan đến phòng chống gian lận và đo lường để có thể thu hút user. Và hiện tại thì C-Bank đang tăng trưởng 1 triệu user đầu tiên là về cùng với cả anh trước, bọn em khá là tự hào về phần này. Và hiện tại thì hơn 80% nhờ việc loại bỏ những cái user mà kém chất lượng thì đang có hơn 80% user đang hoàn thiện thực hiện xong cái phần là eKYC trong cái bước cuối cùng, đó là cái phần quan kế. Ví dụ là đối với ngân hàng thì nó sẽ là cái KPI quan trọng nhất, còn có thể là đối với cả những ngành khác thì có thể là ví dụ như là shopping thì có thể ra được một cái transaction cụ thể chẳng hạn, hoặc là một trong những ứng dụng mà mọi người dùng để chat khá là nhiều đó là Viber. Thì đối với cả Viber thì Viber đã tiết kiệm được 10% trên tổng ngân sách marketing chỉ bằng việc ngăn chặn gian lận quảng cáo thôi. Bởi vì khi mà mọi người đã biết được những cái kênh quảng cáo nào, những kênh quảng cáo mà không chất lượng, thì một là mình sẽ làm việc với các bên đối tác ở bên đó để thứ nhất là kiểm soát lại những chất lượng đến từ cái phần mà người ta mang về cho mình. Hoặc là cái thứ hai là mình sẵn sàng là mình cắt cái phát ở đó để mình đầu tư nhiều hơn vào những kênh mà đang mang user đến. Ví dụ là cái kênh thay vì đầu tư vào những cái kênh mua ở bên ngoài thì mình có thể tập trung nhiều hơn vào SMS, email, hoặc là mình tập trung nhiều hơn trên những cái kênh ví dụ như là Facebook chẳng hạn. Rồi, và cái sau khi một cái phase nó đã diễn ra như vậy thì cái phần khó khăn cuối cùng mà phía marketer hiện tại đang gặp phải đó là làm thế nào để thích ứng trong một cái môi trường mà đề cao bảo mật dữ liệu của người dùng. Thì như mọi người cũng đã biết là cái data privacy hiện tại cũng đang là một cái keyword khá là hot, và thực ra đấy là trong cái suốt cái quá trình liên quan đến sự phát triển của bảo mật dữ liệu người dùng thì qua thời gian chúng ta có thể thấy là ví dụ từ cái phần là GDPR cho đến CCPA, và đợt vừa rồi trong thời gian vừa rồi thì bên phía Apple còn cho ra mắt cái phần sau cái iOS 14. Thế thì lúc này người dùng sẽ có cái quyền cho phép các bên đối tác có được tracking hay là không để đảm bảo được tối đa về mặt bảo mật dữ liệu. Và tiếp tới sắp tới là có thể là tháng 9 năm nay thì bên phía Google cũng cho ra mắt thêm cái phần là Privacy Sandbox. Thì tổng quan tất cả cái phần này nó sẽ ảnh hưởng khá là nhiều đến phía marketer, bởi vì nếu mà người dùng khắt khe hơn trong cái vấn đề là bảo mật dữ liệu và họ không muốn share thông tin của mình cho những bên đối tác khác, vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể tiếp cận được với cái đối tượng khách hàng của mình. Thế thì lúc cũng sẽ có một số cái khó khăn, ví dụ là dữ liệu lúc này sẽ bị phân mảnh này, rồi là cái dạng dữ liệu mà mình nhận được từ những cái dữ liệu phân bổ ngày xưa nó cũng sẽ không còn đa dạng nữa, bởi vì khách hàng nếu mà họ không share đầy đủ thông tin thì mình cũng không có cơ sở gì để làm cái phần liên quan đến phân bổ cả. Và cuối cùng đó là cái phần ảnh hưởng khá là nhiều đến việc khi mà mình ra quyết định về việc chi ngân sách. Thì ví dụ như là có những câu hỏi mà mọi người có thể đã từng đặt, ví dụ như là trong thời gian vừa rồi thì liệu rằng tôi đã chi tiền cho đúng những kênh quảng cáo hay chưa, hoặc là khi mà tôi chạy đến nhiều kênh quảng cáo khác nhau thì liệu tôi đã phân phối ngân sách cho những kênh quảng cáo này hợp lý hay chưa, tôi có 10 đồng tôi cứ chia đều cho bao lâu và tôi cứ làm như vậy qua thời gian thì nó đã hợp lý hay chưa, hay là tôi nên target như thế nào vào từng công cụ thể. Tiếp theo đấy là có thể là ví dụ như là bây giờ ngân sách của tôi năm ngoái là 10.000 đô, năm nay có thể cắt đi hoặc là năm nay có thể nó vẫn giữ nguyên. Thì ví dụ như là bây giờ mà tôi có 10.000 đô mà tôi chi cho một cái network A nào đó, thế thì liệu rằng là tôi có nhận được đúng 1.000 lượt install hoặc là 100.000 lượt install hoặc 1 triệu lượt install như trước đây tôi đã từng nhận được hay là không. Và cuối cùng đó là cái kênh marketing mà tôi đang chạy có phần nào nó có thể làm giảm cái lưu lượng của những người dùng tự nhiên của tôi hay là không. Thế thì lúc này thì bên phía này chất có tiếp cận đối với cả những cái phần khó khăn này bằng cái hướng đấy là marketing mix modeling và budget planner. Thì đối với cả những phần thông tin này thì hiểu đơn giản là mọi người có thể phân tích được những cái dữ liệu từ trong quá khứ, đó là việc đấy là dựa trên trong quá khứ thì cùng những khoảng thời gian nhất định, ví dụ mùa hè khi mà mọi người chạy những chiến dịch hè, mọi người so sánh chiến dịch hè năm nay, trước khi mà mọi người đi chiến dịch hè năm nay thì mọi người có thể so sánh những chiến dịch hè mà mọi người đã từng triển khai trước đây. Thì ví dụ cái dữ liệu trong quá khứ nó sẽ thể hiện ra rằng là ví dụ khi mà mọi người chi từng này tiền cho quảng cáo cho kênh này thì mọi người nhận được đúng cái phần này. Và đối với cả cái phần thông tin về budget planner của Ventures thì bọn em cũng đang ứng dụng thêm một số những công nghệ về machine learning, để từ đấy thì ngoài những cái dữ liệu cũ mà có trong hệ thống của Ventures thì bọn em cũng học thêm những cái dữ liệu bên ngoài về thị trường này, về từng cái season cụ thể để
sẽ là tổng hợp thành một cái bộ giải pháp liên quan đến khi mà mọi người có một cái ngân sách, khi mà mình đang có ngân sách rồi mình vẫn đang cần thêm một số những cái động lực là thế nào để mình đạt đến cái mình bắt đầu start cái chiến dịch này. Thế thì lúc này mọi người có thể dựa trên những cái phần budget planner này để mọi người có thể đưa ra những quyết định xem là ví dụ thứ nhất là phân tích cái dữ liệu ở trong quá khứ, và thứ hai là mình sẽ đưa ra một cái phần là giả định. Thì đối với cái phần giả định này thì mọi người có thể đưa vào trong hệ thống đơn giản là bây giờ tôi có từng này tiền, ví dụ như là ngân sách của tôi có 10.000 đô hoặc là 20.000 đô, và mình bắt đầu tìm hiểu xem là ví dụ như là mình muốn set up ở trên cái nền tảng ABC như thế này, thì lúc này chúng cũng có thể trả ra cho mọi người cái kết quả xem là có thể cái chiến dịch nếu mà chạy đối với những cái network này thì nó có thể tăng thêm bao nhiêu, hoặc là nó có tăng hay là nó có thể giảm. Thì đây là sẽ ra cái dữ liệu, có thể là chắc chắn là sẽ ra cái dữ liệu để mình là tham khảo thôi, bởi vì Edgerton luôn luôn đứng vai trò là một đối tác khách quan để hỗ trợ mọi người đo lường. Nhưng mà dựa trên những dữ liệu cũ mà mọi người đã từng có được thì sẽ có thêm một số những phần thông tin khác để có thể làm như là củng cố thêm niềm tin cho mọi người trước khi mà mọi người đưa đến cái quyết định là mình nên đầu tư cho kênh nào, đầu tư cho kênh này thì đầu tư ngân sách bao nhiêu là hợp lý và nên chạy trong khoảng thời gian là bao nhiêu lâu. Rồi thì khá là ngắn gọn như vậy thôi, thì em cũng hy vọng đấy là cái phần thông tin vừa rồi của Edgerton cũng đã là wrap up lại buổi sáng ngày hôm nay cho mọi người. Chắc chắn là cũng sẽ có nhiều hơn cái phần khó khăn khác nữa mà có thể là em đang bị thiếu trong buổi ngày hôm nay. Thế thì nếu mà mọi người có sẵn sàng muốn chia sẻ thì em rất sẵn sàng là trao đổi với mọi người ở tại ngoài kia. Và đây là thông tin của em, hy vọng